Đấy mày ra mày xuống mày làm đi. Thế mày đi ra đây làm gì đấy? Ô tí tư mày ra đây làm gì? Mày quan mắt. Mẹ ra mày sao? Mày xuống làm đi. Anh cho anh cứ mắt mắt ở nhà, cứ mắt ở đây là tù mèo. Mắt ở đây là tù mèo. Mình đi về đi, mày không nghe nó làm gì. Đi 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 về đi, không phải làm cái gì hết. Thế mẹ Minh nó là nó hư đấy. Mẹ thôi để con xuống là thua mẹ. Thôi, bây giờ đi băng bầu bì cái này không làm nữa. Một mình đang quan nước này xong rồi nó chảy ra. Rắc chạ một tí là xong. Mẹ nhớ mẹ chiều đó anh mày nhớ, nó càng hư. Thôi thưa đi về đi. Ai, tao kêu mày, tao bảo mày sao mày này đi cho tao nó đéo mày cơ. Nó ngủ, nó ngủ. Đi mẹ đi. Đi về đi. Về. Ê. Ra đây mày mày làm nạn đồng gì ta gì. Có một tí ruộng tao xàm tí là xong một gì để bắt nó ra làm gì. Hello tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo này của Kiên. Thì mọi người ạ, ngày hôm nay tôi sẽ cho Phạm Tư ra ngoài làm ruộng. Phải đi làm ruộng mọi người ơi. Bụng to như này nhưng vẫn phải làm ruộng nhá. Đừng có mà tưởng là bụng to bầu bì mà không làm ruộng nhá. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nói thật. Hôm nay ra này ngoài này làm ruộng. Phải làm. Quá đáng đi. Sao? Bụng to này anh bảo chị ra đi làm ruộng được á? Phải làm. Còn lâu mới làm. Còn lâu mới làm. Có làm không? Có. Thấy không người ạ? Thật ra là mẹ mình với cả là bố mình đang làm ruộng ở ngoài đồng ấy. Nên là mình nghĩ ra được cái ý tưởng. Bởi vì là mình vừa mới mang đồ ăn, đồ uống cho mẹ mình ở ngoài ruộng. Thì là mình chợt nghĩ ra ý tưởng là bây giờ mình sẽ trả vờ là mình sẽ lôi Phạm Tư ra ngoài đồng làm ruộng để xem là phản ứng của mẹ mình như nào. Mẹ mình có thương yêu Phạm Tư hay không. Bởi vì là Phạm Tư đang có bầu ấy. Mình sẽ quát chửi mắng Phạm Tư trước mặt mẹ mình. Ăn đu. Được của nó đấy. Với cả là bắt Phạm Tư làm ruộng để xem là phản ứng mẹ như nào. Không biết là mẹ anh như nào nhỉ. Khéo khi là không. Khéo khi mẹ anh cho làm luôn. Thôi nếu muốn đi thế nào thì đi theo thôi mọi người ơi. Có ai đi làm ruộng kiểu này không? Thôi, không phải quần áo mặc thì phải là đồ ruộng. Mặc váy võ cái này không có giống đi làm ruộng gì cả. Thôi bây giờ cứ thử ra xem, nếu mẹ bắt đi làm ruộng thật thì về thay quần áo. Chúng làm luôn không phải về. Chúng làm luôn không phải về. What the fuck? Damn. Đi chợ, đi đời không? Rồi, bây giờ đi từ quần áo đi nào. Đi ra đấy. Đi. Mày ra đấy mày làm ruộng đi còn gì. Suốt mày mày chỉ ở nhà mày cả ăn mấy ông thôi. Ra đấy mày làm đi. Còn phụ mẹ này cứ chứ bây giờ mày về đây mày làm dâu mà mày cứ chơi bời rồi mày ở nhà mày làm cái mẹ gì đâu. Mày cứ bắt mẹ bắt thì sao. Mày nhìn mẹ tao này, mẹ tao phải làm ruộng cái này. Đấy mày ra mày xuống mày làm đi. Thế mày ra đây làm gì đấy? Ô tí tư mày ra đây làm gì? Quan mắt. Ruộng mẹ. Mẹ ra mày sao? Mày xuống làm đi, bây giờ ruộng lương nhà tao đầy đi này, mày không xuống mà làm, mày không xuống mà phụ mẹ tao đi. Mày ở nhà mày ăn không mày ngồi rồi, bụng thì to đã to đâu mà mày cứ bảo là mày không làm được. Anh quay đáng vừa thôi. Cái thằng này, bây giờ nó đang bầu bì như thế mày bây giờ bắt nó làm ruộng làm sao được? Làm được, bây giờ bụng nó đã to đâu mẹ, mày xem này bụng bên tí này, là bớt, bụng lên cái cỏ chắc chắn làm. Anh cho này cứ bắt mắt ở nhà, cứ bắt ở đây là tổ mẹ. Cứ bắt ở đây là tổ mẹ. Mình đi về đi, mày không nghe nó làm gì. Đi 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 về đi, không phải làm cái gì hết. Mẹ Minh nó là nó hư đấy. Mẹ thôi để con xuống cái làm ruộng nó kìa. Con xuống cái làm ruộng nó kìa. Thôi, bây giờ đi băng bầu bì cái này không làm nữa. Một mình đang quan nước này xong rồi nó chảy ra. Rắc chạ một tí là xong. Mẹ chiều đó anh mày nhá, nó càng hư. Bao giờ nó đẻ xong rồi nó làm cũng được. Bây giờ đang bảo bì mày mày cho nên đi về không? Như mẹ này. Đi về. Mẹ sẽ bụng nó to đâu mà mẹ lại bảo không có mẹ làm mì làm sao mà làm xong được. Tao không làm xong này làm xong mai, làm mấy ngày là xong. Có cái gì cứ đi về đi. Suốt ngày nó ở nhà nó ăn cái ngủ nè. Hỏi đi. Hỏi đi về. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi.
nói thật. Đi! Đi con đi về không? Đi về ngay! Đi! Ừ, bác ơi! Ngay lên! Đi về! Nó nói là nó có thể thấy. Anh Hải, mình xin giao thư đi về. Em lại thấy anh cứ mắng con rồi, anh mắng con bảo là chẳng làm được cái gì. Bắt con phải ra làm ruộng với mẹ. Mày đi về không? Mày chọc có chở nó về không? Nó bây giờ cốt là nó về nó nấu cơm nước cho tao là được rồi. Nhưng mà mẹ mày hiểu là bây giờ nó về đây nó làm đâu? Bụng đây là đáp to đâu mà mày đáp mày là thế loại thế kia mày bảo là không làm được. Thế mày sao lại chẳng mày lấy vợ mày cũng thế? Vợ mày ấy thì mày phải cho đi làm, đừng cho nó chiều quá rồi nha. Nhưng anh chiều nó quá rồi vào nhà này. Chị to này rồi, anh bắt chị đi xuống này. Đó, trời ơi, bảo 5 tháng rồi. Bây giờ nó ở nhà nó nấu cơm cho tao, nó quét nhà là được rồi. Đằng Hải ra đi. Mày có đi về không? Thư đi về đi. Thư, đằng Hải đeo gần, Thư đi về đi. Về nấu cơm. Còn mày đi về không? Mày có đi về không? Đi về, đi về nhanh. Tao không gặp mày ra ngoài đây làm gì. À, đi ra ngoài đây làm gì. Hả? Tao ra. Về nhà cơm nước đi. Mày không làm cơm thì mày làm gì? Anh, mẹ bảo là em ở nhà dọn thôi, em phải nấu cơm thôi. Mày không đi nấu cơm đâu. Mày không đi nấu cơm đâu. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Tôi thật. Ê, làm đó rồi. Đấy, mẹ thấy đấy, rất ngoan ngoãn. Ở nhà cũng làm thế mà anh kia lại bảo nó làm gì đâu rồi. Thôi Hải, Hải đi, Hải mà đeo Thư đi về đi. Thôi Thư đi về đi. Ai, tao kêu mày, tao bảo mày sao mày này đi cho tao nó đéo mày không? Nắm mồm. Đi mẹ đi. Đi về đi. Về. Ê. Thì ra đây mày làm nạn đồng gì tệ gì? Có một tí ruộng tao xàm tí nó xong một gì để bắt nó ra làm gì? Mày có xuống mày cứ ở đâu mẹ mày con đi về không mày đây mày nắm mồm gì mẹ ơi anh bảo thế thôi con xuống con làm ruộng một tí không được đâu chị ơi thôi không phải làm đâu con tí nước thì cho nó dốc nước nó chảy nước ra là té là nhanh mà xạ nhanh mà con vợ chồng con lại cãi nhau ấy mẹ thôi con xuống đây mẹ chứ bây giờ mày nói là cái loại này em về đây làm dâu chả được tân dặn gì đâu mà chả được tân dặn gì đâu mà mày đừng có lắm mồm tao xong một cái mùi này vào mồm mày nhá. Đã đi về đi. Em thấy chưa? Thấy mẹ bảo chưa? Chú làm cơm đi, mồm gì lẽ to đâu mà mày bảo mày đẻo. Mày đẻo. Ôi, anh đẹp thế. Hải, mày giờ đèo chị Thư đi về đi. Bớ mồm anh nhìn. Mày đừng có lắm mồm nhá. Mày đừng có lóng hụt nhá. What the fuck? Damn! Mẹ đây, lúc mày đâu? Ghê quá. Mẹ ơi, đây là một con quay video này, mẹ nhìn này. Thế à, quay video à? Cứ tưởng nó bắt chúng làm con một tí ruộng xạ một tí nó xong. Bọn con cho mẹ thôi, mẹ nhìn thấy video chưa? Nãy giờ bọn con lên kế hoạch là thử phản ứng của mẹ xem là anh Kiên anh cho con ra đồng làm ruộng thì mẹ thấy thế nào? Cô đáng bao nhiêu đồng mà làm ruộng làm gì đâu? Mực căng thế! Mực căng thế! Nhiều ấy! Trời ơi! Cái cục đất to này vào mồm! Đất to này vào mồm! Nếu mà bảo là mẹ không phải làm ruộng nó còn lâu nhá! Bây giờ con quay video xem là mẹ có bắt con trâu làm ruộng hay không? Bây giờ mỗi người mỗi việc. Cấy có mấy xào rắc ngày hai ngày là xong, có cái gì đâu mà. Ba giờ mới xong lâu ra là cho vợ con xuống nó làm đi chứ. Làm lôi lên không nổ. Bước kéo nổi nhở. Có một cái là nó không được. Cái thùng nó to nước như kia làm sao được lên được. Đấy mọi người à, đấy mẹ mình đến mùa gặt rồi. Đây là quên, đến mùa cấy rồi. Thì bắt đầu mẹ mình cảm thấy bây giờ đấy mọi người thấy đây cả một mẫu ruộng to đùng như này đều là của nhà mình hết rồi người nhá. Nhà mình làm đấy mọi người ạ. Nhà mình làm hết cả một đống ruộng này luôn. Đây là khổ rồi người ạ. Năm nay mày làm dâu năm năm đầu nhưng mà bầu bí là không giúp được mẹ làm gì cả. Năm đầu mày làm dâu nhưng mà năm nào cũng đẻ thì bố ai mà chịu được. Này, 15 mười lăm mười lăm thôi nhưng mà đẻ đẻ không phải làm ruộng. Đi đến xa. Đi đến xa.
Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát. Đẻ, làm nào cũng đẻ đi á, khỏi làm luôn. Đúng kìa. Mẹ, mẹ có cảm bác ở bánh trưng với cả là mang cho mẹ một ít rượu. Dạ. Vâng. Ôi, mẹ cả rượu đi uống làm đồng. Uống rượu thì say rồi. Đi về nhá. Ok mọi người nào đấy, mình chôn thử lòng mẹ mình xong rồi nhá mọi người nhá. Thì mẹ mình không cho Phạm Tư xuống Nam đâu mọi người nào, bởi vì Phạm Tư đang có bầu ấy. Nên là mẹ mình đuổi mình về, mình đuổi Phạm Tư về ngay. Nên là thôi bây giờ mình kính cả mọi người đi về nhà để gói hàng đấy mọi người ạ. Và mọi người xem video của mình và thấy hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye mọi người. Bye bye mọi người.